Con khờ, mày đừng có làm sao nha. Chịu tỉnh rồi hả? Cậu ba, con chưa chết sao cậu ba? Con nhớ là mọi người quăng con xuống giếng rồi mà. Mày cứ nằm nghỉ đi. Con ngồi dậy được. Nếu không có tao á là mày đã chết ngộp rồi đó. Vì vậy cho nên cái mạng của mày là do tao lượm lên, biết chưa? Dạ. Nói vậy cậu ba cứu con hả? Con cảm ơn cậu ba. Không cần phải cảm ơn. Mày phải nói thật cho tao biết, đứa con trong bụng của mày là con của ai? Từ nhỏ tới giờ chỉ có một mình cậu ba làm vậy với con thôi à. Không phải con cậu ba thì con ai chứ? Nếu là con của tao thì tại sao bị tra khảo cỡ nào mày cũng không chịu nói hả? Dạ, tại vì con sợ. Mày sợ cái gì? Cái gì làm mày sợ hơn bị đòn, hơn bị quăng xuống giếng hả? Dạ, tại con sợ làm cậu ba mất mặt. Mất mặt? Tại vì á, cậu ba thì cao sang quyền quý, còn con á thì chỉ là con hầu nghèo hèn quê mùa. Con sợ con nói ra làm cậu ba mất thể diện. Nếu hồi sáng này không phải vì cứu anh Lũ khỏi bị chết oan thì con thà chết con cũng không có nói ra đâu. Mày đúng là ngu đó. Lẽ ra mới biết mình có bầu, mày phải báo cho tao biết chứ. Con vừa mới biết mình có bầu á là bị bà với lại mợ hai phát hiện rồi. Làm sao con có thời gian con báo cho cậu ba? Với lại con cũng có nói là con không có dám làm cho cậu ba mất mặt rồi mà. Rồi bây giờ tính sao? Dạ, giờ tính sao là sao cậu? Thì bây giờ trong bụng của mày có đứa con của tao rồi, tính sao? Con cũng biết tính sao luôn. Nhưng mà con nghe dì Bảy nói á, ở trong nhà này á, bà chủ ghét nhất là người ở có bầu. Nếu không bị giết chết thì cũng bị đuổi ra khỏi nhà đó cậu ba. Nếu như mày bị đuổi ra khỏi nhà thì mày định làm gì? Con cũng không biết làm gì nữa. Phần con á thì sao cũng được hết. Con chỉ sợ con của con nó không có gì ăn, nó chết đói tội nó. Con của mày, nhưng nó cũng là con của tao vậy. Mày biết thương nó, không lẽ tao không biết thương nó sao? Nhưng mà ai biểu mày không chịu làm con hầu của tao nữa thì bây giờ tao đâu có lý do gì để mà giữ mày ở lại. Cậu ba, nếu cậu ba giữ con lại, con chịu làm người hầu cho cậu ba. Thiệt không? Dạ thiệt. Nhưng bây giờ tao đổi ý rồi. Tao không thích mày làm con hầu cho tao nữa. Mà tao muốn mày làm chuyện khác. Cậu ba muốn con làm gì con cũng chịu hết. Cái này là tự mày nói chứ không có ai ép à. Dạ, cậu ba muốn con làm gì cậu ba cứ nói đi, con làm hết á. Bắt đầu từ ngày hôm nay, tao muốn mày làm vợ tao. Hả?